Chưa biết thầy sức nào. Màu xanh. Lửa tính quả. Màu xanh dương. Ok, hello, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp 3 sản phẩm đấy. Đây là chiếc xe lăn màu vàng. Còn đây là chiếc xe buýt. Hãy cùng mình mở hộp ra xem có những gì bên trong. Đây là chiếc xe lăn màu đỏ. Sau đây mình sẽ khui ba bản đồ này và hãy xem mình khui nhé. Thứ nhất mình sẽ khui chiếc xe lăn màu đỏ. Qua xem nhé. Wow, mình xem bên trong có cái gì này. Wow, một chiếc xe lăn màu đỏ rất đẹp. Wow, đồ của nó đây, tí anh em mình lắp ráp nhá. Sau đây là mình sẽ mở chiếc máy cần cầu. Ok, sau đây mình sẽ mở chiếc xe lăn màu vàng nhé. Wow, đẹp quá. Ôi, có cả mát này. Rồi, thì anh em lắp ráp. Tiếp theo, mình sẽ mở chiếc xe buýt. À, không biết là bên trong là màu đỏ hay là màu xanh nhỉ. Mình cùng khui chiếc xe buýt nhá. Wow. Tuyệt vời. Cả. À. Màu đỏ. Hóa ra là chiếc xe buýt màu đỏ đã được bao bọc rất là cẩn thận. À, đây là nắp pin à. Xe buýt này. Xe buýt này. Cách này. Đây là cửa ra vào này. À. Đây rồi. Đóng được cửa. À, thấy chưa? Chiếc xe buýt rất là ngầu. À, đây là ở trên này nó còn có cả pin này. Mình cứ đi cho mình nó thấp nhé. Wow, có tiếng luôn nhá. Nhà hay quá nhờ. Tiếng cót để chơi. Hay chưa, chiếc xe này rất hay. City bus. Ok, hôm nay mình lắp ráp. À, nay lắp ráp hai. Sau đây mình lắp ráp hai chiếc. À, đây có cả cái dây con này. Hai chiếc xe lăn nhỉ. Lắp ráp. À, rồi. Mm.
chỉ cần ấn vào đây là được. Thế nâng thử nhá, mình sẽ vặn cái này nâng thử. Đấy, rất là chắc chắn nha. Đấy nhé. Đó, thế đã xong, đã đắp ráp và móc xong chiếc xe lăn một rồi. Tiếp theo là chiếc xe lăn một vào. Xe lăn màu vàng nha. Đây, người ta đã lắp ráp cho mình sẵn rồi, mà mình chỉ gắn thêm chiếc này vào đây là xong. Đó. Sau đó, Vadet, đây là Vadet nha, đây là chiếc Vadet. Để người ta xếp hàng lên cho người ta xếp cổng. Cho vào cổng nha. Đây, chỗ này. Ví dụ đây nhá. Ừ. Các bạn theo dõi nha. Hãy nhìn. Rồi, chơi lần này. Đấy. Nhìn cao chưa các bạn? Đây là hai chiếc chơi lần. Còn đây là một chiếc xe buýt. Chiếc xe buýt này rất là màu xanh, màu xanh dương. Tôi trồng một thẻ rất đẹp nhé. Màu vàng. Nhà rất hay nhé. Xe buýt. Xe buýt số 2. Số 28. Ok, chào các bạn. Các bạn hãy nhớ like, subscribe để theo dõi kênh của mình. Mình sẽ ra nhiều video cho các bạn xem hàng ngày nhé. Chào các bạn.